Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan qua cái xưởng thêu của chúng tôi. Hiện tại xưởng thêu của chúng tôi đang thêu rất nhiều các mặt hàng. Đấy, rất nhiều các loại mặt hàng khác nhau. Đây tôi chỉ lấy một hai cái mẫu cho mọi người xem qua về hiện tại cái thương hiệu của tôi đang theo là thương hiệu Colombia và một số khách hàng khác bằng Blackjack này, Bing Bone này. Đấy, rất nhiều nhá. Puma này. Đấy. Thì cái mức độ thêu nhiều như thế thì xưởng thêu ở đây họ cũng mới đầu tư thêm một cái dàn thêu mới. Thì tôi thấy mới đầu tư vậy tôi cũng xuống để xem cái dàn thêu nó như thế nào. Thì vậy thì mời mọi người cùng đi tham quan cùng với tôi nhé. Thank you.
cũng vừa mới xuống đấy xem rồi. Tôi ở dưới đây tôi cũng không thuyết minh được gì, tại vì cái máy thêu nó kêu to quá. Đấy. Thì như mọi người nhìn thấy là nó có gồm có 4 dàn thêu, trong đó cái dàn mới là 15 đầu máy, mỗi một dàn mới là 15 đầu máy, còn lại 3 cái dàn cũ mỗi dàn là có 12 đầu máy thôi. Đấy, cái mức độ của bằng đáy máy chạy liên tục một ngày là 2 ca, ca sáng từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, ca chiều từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Đấy, có lúc còn chạy thông cả đêm, chạy 3 ca. Thế nhưng mà cái mức độ thêu hàng nhiều quá cũng vẫn không kịp, họ vẫn phải chuyển đi cái cơ sở chính ở dưới Hà Nội. Đấy. Cái nguyên lý của cái máy thêu thì tôi cũng không nắm được, tôi chỉ đưa mọi người đi tham quan qua cái xưởng thêu và cái máy nó như thế nào thôi. Đấy. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của tôi. Mọi người nếu mà thấy hay thì mọi người vui lòng đăng ký để nhận được thông báo các video tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn mọi người.